Ok. Đấy. Con 12 Pro lock Verizon. Khách nói ghép cái sim này nó không có lên 4G. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn ghép nha. Sim Vina ha. Rồi. Ok. Sim này bị xin auto về 1.6 ha. Rồi hai mảnh thì các bạn bỏ cái đầu, có cái đầu cắt này à, vô đây trước ha. Rồi các bạn bỏ cái sim vô, lặp lại. Yeah. Xíu cho nó đọc sim cái. Rồi vô cuộc gọi khẩn cấp ha, bấm giữ nút nguồn này ha. Ở cái màn hình hoàn tất cập nhật nè. Rồi vô cuộc gọi khẩn cấp. Bạn bấm sao. Gọi chưa? Rồi, với ghép Verizon thì các bạn lưu ý ghép giùm mình cái mã này trước nha. Đầu tiên vô là các bạn nhập cái mã này trước. 4601104. Gửi luôn, bỏ qua. Rồi kết nối wifi ha. Nó wifi này là ghép Verizon nha, ghép thì lên sóng rồi nhưng mà để fix được cái lên được cái 4G là nó mới khó thôi. Rồi bấm trở về ha, rồi bấm lại thêm lần nữa vô gọi khẩn cấp, các bạn bấm sao bấm gọi lại lần nữa, đợi nó lên sóng xíu. Đang đọc cái sim nha. Rồi. Rồi nhập lại cái mã VMI của thằng Temu ở Verizon nha, 3114801 được chưa? Gửi A7 gửi. Rồi ok, này nó chuyển qua nhà cung cấp Trung Quốc ha. Là được rồi. Rồi các bạn giờ tắt wifi, quên wifi đi. Nó chuyển vùng lên nha. Sim ha, này là sim Bison Auto gạt 1.6 nha, đang ghép nó TMI ha. Sim này là máy này lock Verizon nha. Rồi, nó đã qua nhà cung cấp Trung Quốc luôn rồi ha. Rồi các bạn đợi xíu nha. Đợi xíu nó đang lót sóng lại nha. Nhảy ra đang lắp sóng nè. Rồi lên được Vinaphone này nè, lên được 4G ha. Chờ xíu nha, lên được nó có 4G là nó có cái điểm truy cập luôn ha. Đó, truy cập cá nhân bắt đi. Rồi ok, quá dễ không, đơn giản không, dễ như kẹo luôn. Này là cái này là vẹt 17.03 nha. Rồi ok, con thử đây được không nha. Đây là dịch vụ trả tiền trước của Vinaphone, để nghe thông tin. Đưa mạng thử nha. Ok. Ok. Rồi, đi xe ô tô 1.6.
có sẵn.